Duy Linh xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay tiếp tục chương trình Duy Linh có nhận được một gờ mai của em Hoàng gửi về cho chương trình. Nội dung của em kể như thế này để quý vị. Em xin chào Duy Linh, em xin chào toàn thể mọi người. Em tên là Hoàng, năm nay em 26 tuổi. Gia đình của em ở Cần Giờ, nhà của em rất là khó khăn. Nhà của em có 6 thành viên, gồm có ông nội, ba mẹ, rồi em có hai người chị. Em là Út ở trong gia đình, Hai người chị của em cũng đã có gia đình hết rồi, người nào cũng nghèo khổ. Ở nhà chỉ còn ông nội, ba mẹ em và em. Cách này mấy hôm em có xem anh Duy Linh kể một câu chuyện. Một anh rap chở một người phụ nữ và một đứa trẻ. Anh nghi là hồn ma. Hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện thật là thú vị em đã từng trải qua. Năm 24 tuổi em lên thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề chạy rap. Năm đó em lên quận 7, em thuê nhà trọ em ở. Rồi ngày ngày em đi chạy rap. Ở nhà em nghèo nên là em ráng cố gắng Tận dụng hết thời gian của mình để chạy ráp để kiếm tiền Và giúp đỡ cho gia đình của em Ở trong nhà của em Em là người thu nhập chính Lúc mà em chưa đi chạy ráp em ở quê Ở dưới quê em với ba em ngày ngày đi làm đủ mọi thứ để mà sinh sống Nhưng mà thu nhập rất là kém Nên em mới quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh à, Chạy ráp Em tận dụng hết thời gian của mình 5 giờ sáng em đã có mặt ở ngoài đường Em chạy rong rỗi trên khắp tuyến đường để em chạy khách ngoài app Buổi sáng em chỉ ăn ổ bánh mì rồi em chạy đến trưa trưa thì em ăn cử cơm rồi tối lại thì có bữa ăn cơm rồi có bữa ăn hột tiếu có bữa ăn mì gói nói chung là cái thu nhập của chạy ráp nó không cao nhưng mà cái tiền ngày nào em cũng có ít nhiều cũng phải có nên là so theo dưới quê thì nó cũng khá là ổn định trong quá trình đó em chạy ở thành phố một năm em có nhiều khách riêng đó là khách ngoài áp qua năm sau thì em chạy cuộc sống em nó thoải mái hơn tại vì em đã có ổn định một số khách là hơn một chục khách mỗi ngày em chở như vậy đó là chở ngoài áp tại vì bản thân con người của em sống thiên về tình cảm em thấy những gia đình mà khó khăn đó thì người ta có nhu cầu đi xe thì em đi giá rất là rẻ tại vì em chạy ngoài app nên em không đúng thế gì cả em cũng dáng cố gắng mà tạo điều kiện để làm cái phước cái tánh của em sống khá là tốt nên là cái chỗ mở trò đó à, có một số cô chú mà dân người ta ở nhà tại đó đó chứ không phải là ở nhà trọ người ta thấy em tốt bụng rồi các cô chú đó cũng tạo điều kiện cho em kiếm tiền kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ cho gia đình các cô chú đó gửi em là đưa đón học sinh à theo tháng luôn chứ không có nói mà theo ngày nữa chở học sinh đến trường rồi rước học sinh về nói chung là ngày ngày em đảm nhiệm mỗi buổi sáng em phải đưa năm em học sinh đó đi học xong rồi trưa em rước năm em đó về rồi lại đưa đi rồi chiều lại rước về em cũng canh thời gian chứ không để các em ngồi chờ ngoài trường lâu nói chung là em sắp xếp công việc rồi em làm khá là tốt nên là cô chú ở gần nhà trọ của em rất là thương em khi mà chạy hết một năm rồi đó là năm thứ hai em chỉ tập trung chạy ngoài app thôi chứ không có chạy trong app bao nhiêu tại vì lượng khách mà em chạy ngoài app đó, là cũng có cả chục mười mấy khách người khách đó là khách mối em chạy mỗi ngày thời gian sau này em chạy em ít có dùng app lắm cũng có xài nhưng mà ít tại vì khi mà em chạy hết cái thời gian mà chở khách à, mối rồi đó rồi lúc đó em mới sử dụng app rồi buổi tối hôm đó vào lúc 10 giờ rưỡi em đã về tới nhà trọ rồi mà trên app em nổ lên một cuốc xe chạy từ Phú Mỹ Hưng về chợ Bình Chánh. Lúc đó em khá là vui bởi vì tới giờ nghỉ rồi mà còn kiếm được một cuộc xe nên em rất là vui mừng. Và em lập tức thật là nhanh à, sọt quần áo vào rồi em mới chạy ra Phú Mỹ Hưng để đón khách. Khi em đón thì khách đó là một người khách nữ à, tuổi trung niên khoảng 45 tuổi. Khi em chở cô từ Phú Mỹ Hưng về tới chợ Bình Chánh thì trên áp là cái cước phí thì hơn trăm ngàn thôi. Cô trả tiền áp xong cô mới cho riêng em hai trăm ngàn cô khá là tốt bụng lúc đó em vui lắm em mới lại xe bánh mì em mua một ổ bánh mì lúc đó là chỉ có bánh mì không thôi em mua một ổ bánh mì xong rồi em mới vừa chạy xe đành tàn và em vừa nhai bánh mì khi em quẹo vô nguyễn nhân linh khi em chạy về qua khỏi đoạn đường ngã tư quốc lộ 50 và nguyễn linh em chạy một đoạn tới đó em đậu xe lại em đi vệ sinh em đi vệ sinh xong rồi em mới quay trở ra em thấy một người phụ nữ khá là xinh đẹp đang ngồi trên xe của mình Lúc đó em giật bắn mình bởi vì sao người phụ nữ này tiếp cận chiếc xe của em mà không lên tiếng Em mới hỏi là chị cần gì Khi em hỏi chị trả lời cái tiếng rất là khó nghe Chị nói là chị đang buồn Chị mới hỏi em là có đi chơi với chị hay không Em mới nói là bây giờ đã phía rồi em đang trên đường về nhà Em không có nhu cầu đi chơi gì hết Em mới hỏi chị là bây giờ chị cần đi tới đâu Người phụ nữ đó mới nói là em cứ chạy tiếng đường này đi Khi nào mà chị cảm thấy là không muốn đi nữa thì chị sẽ xuống xe Em mới đưa cái nón cho chị rồi à, em mới leo lên xe mới chở chị đi một đoạn thì chiếc xe của em thì nó rung lắc rung lắc rất nhiều nó lạng lạng kỳ lắm kêu chị là ngồi xích vô xíu cho em dễ chài tại vì sao xe nó lắc quá em nói thì em không nghe chị trả lời rồi em chạy một đoạn nữa thì xe em vẫn rung lắc như vậy xong em mới chạy từ từ lại rồi em mới quay đầu ra em ngó chị thì lúc em quay đầu ra thì em thấy chị vẫn còn ngồi trên xe của em à chiếc xe của em nó chạy cái biểu hiện của nó chiếc xe nó muốn rớt ra từ món vậy nghe nó rung dữ lắm nhưng mà em chạy tốc độ không cao lúc đó em chạy em coi cho đồng hồ chỉ có 40 km giờ thôi mà chiếc xe em nó rần rần mà nó rung lắc em chạy một đoạn nữa thì em mới nói chị là chị ngồi chích vô giùm em để cho em dễ chạy sao chiếc xe nó lạng dữ lắm trong lúc mà chị ôm vô eo em á em cảm nhận được có cái lực ôm vào em chạy một chút xíu thì em nghe cái khu vực eo em rất là lạnh và trong lúc này em khá là sợ và em mới chạy vào lề thật là nhanh và em thắng xe lại thì khi em thắng xe lại em nhìn ra phía sau thì không còn thấy chị nữa mà cái nón bảo hiểm của em cũng đã mất tiêu trong lúc đó là da gà của em nó nổi lên tóc em nó dựng lên rồi em khá là sợ em nói rồi chắc chắn là mình đã gặp một cái vong nào đó đã nhát mình rồi em vừa niệm phật em vừa chạy cứ một chút lại ngoái lại em coi cứ phía sau xe thử có thấy cái gì hay không nhưng mà không thấy gì cả em chạy một đoạn nữa thấy cái nón bảo hiểm của em nó lăn lăn ở trước đường lộ nhìn ra phía sau em không thấy gì hết em chung quanh em không thấy gì hết chỉ có cái nón nó lăn lăn giữa đường em mới đậu lại để em xuống nhặt cái nón của em khi em xuống thì em lượm cái nón cũng vẫn bình thường em mới máng cái nón vào xe thì trong lúc đó em đề xe xe không nổ đoạn đường đó hơi tối nên là chạy xe cái đoạn đó cũng ghê lắm vì đề không nổ thì em buộc em phải lấy bộ em đẩy một đoạn rồi em mới nhớ trực lại trước đây em có chở một vị sư thầy vị sư thầy đó có chị em nếu mà chúng ta đi mà gặp à, vấn đề mà vong linh hay là nghi ngờ vong linh thì à, chúng ta van xin họ thì họ sẽ bỏ qua trong lúc đó thì em nhớ trực lại cái câu nói của thầy em mới lẩm bẩm em mới nói là hôm nay em đi ngang đoạn đường này à, nếu em có gì mạo phạm thì em rất mong là chị thương tình bỏ qua và chị hãy cho em khởi động được chiếc xe để em chạy về ngày hôm sau em sẽ nấu cơm trả ơn cho chị khi mà em đi vừa đi mà em vừa lẩm bẩm một hồi xong cái tay em đề máy lên thì tiên máy nổ lúc đó em thấy là khá là diễm màu em mới bay lên xe và em vô số thì em chạy một phát một về tới phòng trọ của mình cái đường đi vào phòng trọ của em đó, đó là một con hẻm rất là sâu khi mà vô con hẻm đó con hẻm nhỏ thôi mà đã tối không có cái đèn nào hết á khi mà em chạy về tới đầu hẻm rồi em chạy vô một đoạn tự nhiên xe của em tắt đèn hẳn luôn không còn đèn nữa em bật đèn nha đèn gì cũng không lên lúc đó em mới chạy từ 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 thôi chứ em không dám chạy nhanh vừa chạy rồi em cũng vừa niệm phật xong rồi em cũng nguyện giống như lúc nãy mà em nguyện về đường lớn vậy đó lúc này thì không có tác dụng gì nữa em mới chạy từ từ về thì đó mấy trăm mét ấy. em đi mới... về tới nhà trọ rồi thì em mới đẩy xe vào rồi đóng cửa lại à, nhà em thì lúc nào cũng có đốt nhang em mới đốt nhang lên em nguyện khi em đốt nhang em nguyện xong rồi em mới đi ngủ nhưng mà từ đó tới sáng em không thể nào ngủ được bởi vì tiếng xe nó bụp 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 bên ngoài cửa rồi chút nữa thì em cứ nghe là có người gõ cửa đùng đùng nói chung là em nghe tiếng động rất nhiều ở bên ngoài nhưng bên trong phòng thì em không có nghe em nghe chỉ bên ngoài thôi và mỗi khi á người ta chạy xe trong đường em người ta có ý lắm người ta chạy rất là nhẹ nhàng chứ không phải mà nổ rầm rầm mà tối hôm nay thì em cứ nghe tiếng xe nổ rầm rầm mà một đêm đó tới sáng làm không biết bao nhiêu lần sáng hôm sau là chủ nhật nên em không có chở học sinh đi học nên em quyết định là hôm nay em sẽ cúng cơm tại vì em có khách người lớn đó là chắc dưa thôi em mới chạy ra chợ em mua em mua thịt rồi mua rau về em nấu cơm em kho thịt xong rồi em cũng mua một ít giấy tiền nhàn bạc rồi em thắp nhang lên em mới cúng ở trong phòng trọ của em thì không có bàn thì em dọn cơm dưới đất đó, em cúng thì phần cơm em cúng đó em cũng ăn cơm xong rồi em cũng xách xe rồi em cũng mở áp lên em chạy ngày đó em chạy rất là nhiều khách luôn chạy tới trưa xong rồi em trở về chở khách quen thuộc của mình mỗi ngày xong rồi hết hết cái lượt khách đó rồi em lại mở áp lên em chạy tiếp ngày hôm đó em chạy thu nhập của em em tính là trên 3 triệu tối đêm đó em chạy tới 11 một giờ rưỡi em về khi mà về tới đầu hẻm đó em thấy một người phụ nữ là gián bóc người phụ nữ này là người phụ nữ đang ngồi trên xe của em em cũng mặc kệ em cũng chạy vô hẻm luôn em chạy từ đầu hẻm về tới phòng trọ của mình vẫn bình thường tối đêm đó em cũng vẫn ngủ ngon bình thường rồi ngày hôm sau thì công việc một ngày mới cũng vậy rồi em chạy về tối thỉnh thoảng em sẽ gặp người phụ nữ đó trên đường bất kỳ đường nào chứ không phải là một vị trí nào có lúc em gặp vị trí này có lúc em gặp vị trí kia cũng giống như một con người thật mà người ta đi đầu này đầu kia vậy từ đó về sau đó em chạy xe em chỉ thấy là người phụ nữ đó từ xa khi em chạy tới thì người phụ nữ đã biến mất chứ không có mà xuất hiện trên xe của em giống như lúc ban đầu à, câu chuyện của em kể hoàn toàn là có thật nên là mọi người có tin cũng được mà không tin cũng không sao em cũng không mất mát gì cả và câu chuyện em kể cho mọi người nghe đến đây đã hết rồi ạ à. câu chuyện tâm linh hôm nay chúng ta nghe đến đây đã hết rồi quý vị với linh cũng không quên xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong cuộc sống nhé bye bye